Thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo mình sẽ nói bài số 2 trong top 10 bài văn tả về con chó thật xuất sắc. Chó là một loài động vật rất có ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Nhà thì nuôi một con, nhà thì nuôi vài con, thậm chí nhiều hơn, và nhà em cũng vậy. Em rất yêu quý chú chó nhà em. Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm qua về mẹ bảo phải chăm sóc cẩn thận, vì chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con. Nghe mẹ nói vậy, em rất háo hức. Em rất yêu quý động vật, vì vậy em đặt tên cho nó là Đốn. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có 3 màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, thân cũng màu đen, nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng. Nó được 3 tháng tuổi và cũng khá là mập. Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve. Chiếc mũi cũng màu đen và rất thính. Bên cạnh là những chiếc râu ngắn. Hàm răng có những chiếc nhọn hoắt. Thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu. Thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. Hai tay rất ngắn, cụp xuống mặt. Thân hình mập mạp với bộ lông mặc dù không được óng mượt, nhưng em vẫn thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi màu đen có những sợi lông trắng ở phần đuôi cuối. Mẹ em thường trêu: đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt. Những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu mẹ không được thịt nó. 4 chân chú có màu trắng. Đầu mỗi ngón chân là mỗi móng vuốt sắt. Đặc biệt cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày. Chính những lớp đệm ấy giúp nó đi lại nhẹ nhàng. Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ. Bên cạnh đó, mà em cũng mua thuốc về tim để phòng các loại bệnh. Mỗi khi em đi học về, nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe ngoại cái đuôi, chạy vòng quanh và quẳng lấy chân em như thể đòi vuốt ve. Mặc dù đi học về rất mệt, nhưng em vẫn chơi với nó. Có nhiều trò rất hay. Em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau. Bẻ ngược hai cái tai của nó lên, vì tai nó rất mềm nên không bị đau. Lấy tay cứ cù vào bụng nó. Những lúc như vậy, nó nằm ngửa ra, 4 chân chỏng lên trời, trông rất hay. Mọi bữa cơm em đều dành với mẹ việc cho nó ăn. Đêm đến, nó nằm co tròn một góc già và ngủ ngon lành. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ. Khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi. Em rất yêu quý con chó nhà em. Gia đình em chăm sóc nó rất cẩn thận và để nó mau lớn cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý nghe, theo dõi. Và clip sau mình sẽ làm bài văn tả con trâu số 3. Mến chào các bạn.